Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh bên em thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ. Và hôm nay thì là ngày 8 tháng 9 năm 2024. Và trong cái buổi tối phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên em thì bạn thì đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ. Thì biết đâu các bạn lại có ưng một sản phẩm nào điện thoại bên em thì bạn thể ủng hộ bên em một chiếc sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái buổi tối phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em lại về được sản phẩm này, là sản phẩm có như là Oppo A57 các bạn nhé. Thì là về ngoại hình chi tiết cái con Oppo A57 này, về ngoại hình thì là máy còn là trên 90%, máy cũng còn khá là đẹp các bạn nhé. Một con máy siêu lướt còn khá là đẹp như này thì cũng rất là ngon các bạn nhé. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là ngon các bạn nhé. Thì mình sẽ đi sâu về cái cấu hình chi tiết cái con Oppo A57 này, với coi như là tài chính coi như là hơn 2 triệu đồng thì có đáng mua ở thời điểm hiện tại không bạn nhá. Con này thì bên em thì là sẽ là trang bị một màn hình của nó thì 6,56 inch, màn hình của nó thì là HD cộng bạn nhá. Dòng này sẽ trang bị viên pin 5000 này, hỗ trợ 2 SIM hai sóng này, RAM của nó sẽ là RAM 4 này cộng thêm 4GB hỗ trợ bạn nhá. Và bộ nhớ trong thì là lên tới tận là 128GB. Bộ nhớ này thì các bạn lưu trữ thì bạn nào dùng ít lưu trữ thì quá là ngon bạn nhá. Và đã được lên Android 14 rồi, là Android mới nhất rồi các bạn nhé. Dòng này sẽ là trang bị của nó pin RAM mình cũng nói hết rồi các bạn nhé. Đây ạ, camera thì mình sẽ test qua cái phần camera cho bạn nhé. Camera chụp ảnh thì cũng rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, camera trước sau này, nói chung là camera selfie của này thì chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Tài chính các bạn mà hơn 2 triệu đồng thì bạn cân nhắc con này cực kỳ là ngon các bạn nhé. Thì là giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 2.500.000 đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì cái con Oppo A57 này thì bên em sẽ giảm coi như là 200.000 đồng, sẽ là còn coi như là 2.300.000 các bạn nhé. Đấy, tài chính các bạn mà 2.300.000 mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là ngon bạn nhá. Hỗ trợ cổng sạc tai si và jack tai nghe 3.5 bạn nhá. Và hình thức mua hàng bên em thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số hotline là 0966221789 và 0833. Hai số này bên em đều dùng Zalo ấy các bạn nhé. Bạn nào gần thì các bạn thể search Google Map và địa chỉ ở trên này các bạn nhé. Đấy, thì là qua trực tiếp cửa hàng điện thoại bên em thì bên em qua trực tiếp bên em để giao lưu trao đổi mua bán. Còn ở xa thì các bạn không qua bên em được thì bên em có ship COD các ba miền các bạn nhé. Và hình thức mua hàng ship COD ấy, thì các bạn hoan hỉ cọc cho em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và khi hàng tới tay các bạn ấy thì các bạn được kiểm tra hàng thoải mái rồi các bạn phải thanh toán tiền bạn nhé. Và sản phẩm bên em thì bán ra thì bên em sẽ bao test các bạn như là toàn máy là 15 ngày và bảo hành phần cứng lên tới vận tận là 6 tháng cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà em lại về tiếp tục một mẫu sản phẩm là Galaxy S20 FE 5G bạn nhá. Dòng này thì bên em cửa hàng bên em bán cũng cực kỳ là chạy các bạn nhá. Cấu hình cũng rất là ngon mà giá thì lại chưa tới 4 triệu bạn nhá. Hôm nay thì bên em thì về được hai bản, một chiếc là màu hồng này và một chiếc là màu trắng trắng sữa đấy các bạn nhé. Thì là ngoại hình thì máy cũng còn rất là đẹp các bạn nhé. Đây, máy còn là trên 90%, máy rất là đẹp các bạn nhé, nhìn rất là khôn luôn. Dòng này thì mình sẽ nói sơ qua qua chi tiết cấu hình cho bạn nhé. Dòng này sẽ trang bị một màn hình OLED 6,5 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng, camera của nó thì đục lỗ, âm màn hình chống bụi bẩn thì cực kỳ ok, hỗ trợ cổng sạc tai si và chung luôn tai nghe các bạn nhé. Đây, camera trước sau, trước selfie này, đấy, sau selfie rất là sắc nét các bạn nhé. Nói chung là camera thì quá là nét luôn các bạn nhé. Đấy, trước sau selfie thì cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Dòng này thì mình sẽ nói sơ qua qua về cái cấu hình chi tiết này. Con này thì bên em thì là phiên bản của 5G này, phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhé. Dòng này sẽ là phiên bản của Hàn Quốc, nó chỉ hỗ trợ một SIM thôi các bạn nhé. Pin con này bên em thì là pin của nó thì là pin 4500 mAh. Dòng này sẽ trang bị của nó thì là cấu hình thì là chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865, chip dòng. Chip này các bạn gánh game hay chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. RAM sẽ là RAM 6, bộ nhớ trong sẽ lên tới tận là 128GB bạn nhé. Tốc độ là mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt cho bạn nhá. Đây màn hình này, tốc độ mới tần số quét này, lên tới tận 120Hz các bạn nhá. Siêu nhanh siêu mượt luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý. Thì là giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 4 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì bạn nào mua hàng online ấy, thì bên em sẽ giảm trực tiếp là 200k lên sản phẩm này, là còn 3.800.000 đồng cho bạn nhá. Đấy, tài chính các bạn vào 3.800k các bạn mua này thì quá là ngon các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con máy siêu lướt các bạn nhé.
Máy con này thì là máy đẹp là như máy mới, chỉ thiếu mỗi hộp thôi, các bạn thả hộp là thành máy mới các bạn nhá. Trên tay bên em đây là sản phẩm coi như là Oppo A58 bạn nhé. Oppo A58 này, con này nói chung là khách mới mua chưa đầy 1 tháng bạn nhá. Mới mua chưa đầy 1 tháng thanh lý lại cho bên em bạn nhá. Chỉ thiếu mỗi hộp thôi là thành máy mới các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết của con Oppo A58 này các bạn nhá. Dòng này sẽ trang bị một màn hình rất là to luôn. Màn hình của nó thì là tận là 6,72 inch các bạn nhá. Màn hình của nó thì là Full HD cộng các bạn nhá. Dòng này thì nó camera của nó cũng đục lỗ này, âm màn hình chống bẩn cực kỳ ok. Đây thì mình sẽ test qua phần camera này, camera cũng chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhá. Dòng này camera trước selfie rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, màn to đẹp. Bạn nào mà cần mua con màn hình to này về đọc xá báo, chơi game, xem phim nghe nhạc thì các bạn có thể xúc em này cực kỳ là ngon bạn nhá. Và cái cấu hình con này của mình thì sẽ là viên pin 5000 này, hỗ trợ 2 SIM máy sóng này, RAM sẽ là RAM 6GB này cộng được thêm 6GB RAM hỗ trợ bạn nhé. Bộ nhớ trong lên tới tận là bộ nhớ sẽ là 128GB bạn nhá. Đã được lên Android 14 rồi, Android mới nhất rồi các bạn nhé. Dòng này sẽ là hỗ trợ cổng sạc tai C và jack tai nghe 3.5 các bạn nhé. Giá cực kỳ hợp lý. Giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 3.400.000 đồng. Nhưng với ở trong phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm coi như là bao nhiêu nhỉ? Giảm coi như là 200.000 đồng, sẽ là còn 3.200.000 đồng con Oppo A58 bạn nhá. 3 củ 2 cực kỳ hợp lý cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm này là sản phẩm có như Galaxy S21 Plus, S21 cộng 5G các bạn nhá. Đấy, về cái ngoại hình con này của bên em thì là máy thì là còn là trên 90% các bạn nhá. Dòng này thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết. Con này của mình là sẽ là trang bị một màn hình AMOLED này, 6,7 inch, màn hình của nó thì là Full HD cộng bạn nhá, cực kỳ là sắc nét. Camera chụp ảnh bọn này thì là cực kỳ là sắc nét rồi. Đây, camera trước sau selfie cực kỳ là sắc nét các bạn nhá, quá là đẹp các bạn nhá. Dòng này sẽ là trang bị của nó sẽ là phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhá. Thông tin pin con này của mình sẽ là pin 4800 mAh nhá, 4800 mAh. Cấu hình sẽ là cấu cực kỳ là khủng các bạn nhá. RAM sẽ là RAM 8 này, bộ nhớ trong lên tới tận là 256GB. Và có tốc độ là mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz các bạn nhá, siêu nhanh siêu mượt. Nói chung là bộ nhớ 256GB các bạn lưu trữ thì siêu khủng cho bạn nhá. Đấy, tài chính các bạn mà 5.500.000 đồng thì các bạn phải xúc cân nhắc xúc cái này giúp mình các bạn nhá. Đây, giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá là 5.800.000 này. Bên em sẽ giảm coi như là 300.000 đồng các bạn nhá. Sẽ là còn 5.500.000 đồng sản phẩm có như Galaxy S21 Plus này các bạn nhá. Và tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên mình lại về một con siêu lướt máy rất là đẹp mà lại giá cực kỳ hợp lý các bạn nhá. Thì là trên tay bên em đây sản phẩm cũng như là Vivo V25e các bạn nhá. Con này thì là không khác gì máy mới các bạn nhá. Đấy, khách con này cũng là mua coi như là được hơn một tuần các bạn nhá. Ốp thì như là ốp mới luôn này các bạn nhá. Máy thì nói thật các bạn như máy mới các bạn nhá. Đẹp keng, màu gold. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Đẹp long na long anh luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con Vivo V25e này các bạn nhá. Con này khách có nói chuyện mình là mua hơn 5 triệu các bạn nhá, gần 6 triệu. Mình không nghĩ là Vivo nó đắt kinh khủng như thế các bạn nhá. Đấy ạ. Dòng này sẽ trang bị một màn hình AMOLED này, 6,44 inch, màn hình của nó thì là Full HD cộng các bạn nhá. Màn hình AMOLED các bạn biết rồi, cực kỳ là sắc nét các bạn nhá. Thì mình sẽ đi sâu về cái cấu hình chi tiết cái con Vivo V25e này của mình các bạn nhá. Dòng này sẽ là RAM 8GB và cộng được thêm có như là 8GB RAM hỗ trợ bạn nhá. Bộ nhớ trong sẽ là lên tới tận là 128GB. Đã được lên Android 14 rồi, Android mới nhất các bạn nhá. Camera thì bọn này chụp ảnh rất là nét các bạn nhá. Đây, camera Vivo, bạn nào đã dùng Vivo thì camera của nó rất là đẹp bạn nhá. Vivo thì camera của nó rất là tươi, rất là đẹp luôn, màu mè các kiểu, rất là sắc nét các bạn nhá. Đấy, tài chính các bạn mà hơn 3 triệu đồng thì bạn cân nhắc xúc này cực kỳ là ngon bạn nhá. Đấy. Giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 3.700.000 đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì cái con Vivo V25e này bên em sẽ giảm có như là 200k, sẽ là còn 3.500.000 đồng khi các bạn mua hàng online các bạn nhá. Giá có hợp lý luôn. Đấy, mua hàng online thì các bạn tiết kiệm tận coi như là 200.000 đồng mà các bạn chỉ cần rung đùi ở nhà thôi là có người ship tận tay cho bạn hàng tới nay tay cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con con Samsung giá rẻ. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân cực kỳ là ngon bạn nhá. Thì là trên tay bên em đây sản phẩm như là Galaxy A23 4G bạn nhá. Con này của mình là máy màu đen, ngoại hình thì là máy thì là rất là đẹp bạn nhá. Đấy, dòng này thì mình sẽ đi sâu về cái cấu hình chi tiết cho bạn nhá. Con này sẽ là trang bị một màn hình
cực kỳ là to luôn, 6,6 inch màn hình có thể là Full HD cộng bạn nhé. Dòng này thì là mình sẽ test qua phần camera này, camera chụp ảnh của nó cũng là cực kỳ là sắc nét bạn nhé. Đây, camera trước sau selfie cũng chụp ảnh rất là sắc nét bạn nhé. Đây, trước sau selfie chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Samsung các bạn cũng biết rồi, camera rất là đẹp bạn nhé. Con này của mình sẽ là phiên bản của Hàn Quốc này. Dòng này sẽ là phiên bản 4G bạn nhé. Con này sẽ là một sim một sóng bạn nhé, phiên bản Hàn Quốc một sim một sóng này. Thông tin pin sẽ là pin 5000 này. Về cái cấu hình, cái con này của mình sẽ là trang bị của nó sẽ là RAM 4 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Đấy, giá ở trong ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 3 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm coi như là 300.000 đồng, sẽ là còn 2 triệu 700k cho bạn nhá. Đấy, 2 triệu 700k cho bạn với mức giá coi như là bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 7. Đấy, một con máy rất là ngon các bạn nhá. A23 4G các bạn nhá, cực kỳ là siêu ngon cho bạn nhá. Về tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về một con M23 5G bạn nhá. Giá cũng bằng con A23 4G thôi mà rất là ngon các bạn nhá. Lại có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhá. Trên tay bên em đây sản phẩm như là Galaxy M23 5G, giá chưa tới 3 triệu đồng. Máy thì rất là đẹp luôn các bạn nhá. Về ngoại hình thì máy rất là đẹp này. Cấu hình chip RAM cực kỳ là ngon bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết cái con M23 5G này của nhà mình các bạn nhá. Đấy, dòng này sẽ trang bị một màn hình rất là to luôn, 6,6 inch các bạn nhá. 6,6 inch. Thì mình sẽ đi sâu về cái cấu hình chi tiết cái con M23 5G này của mình các bạn nhá. Con này thì là mình con này của nhà mình ấy thì là phiên bản của Hàn Quốc này. Đấy, phiên bản Hàn Quốc các bạn nhá. Con này bên em thì là phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Con này thì là sẽ là hỗ trợ coi như là một sim bạn nhé. Đấy, phiên bản Hàn Quốc điểm yếu nó chỉ một sim thôi bạn nhá. Thông tin pin sau này mình sẽ là pin 5000 này. Về cái cấu hình con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 4 này, bộ nhớ trong lên tới tận là 128GB bạn nhá. Đấy, pin 5000 thì các bạn cũng đã biết dùng rất là ngon bạn nhá. Tài chính các bạn mà 2 triệu 700k thì bạn xúc con này thì cực kỳ là ngon bạn nhá. Giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 3 củ này. Đấy, mà có 2 triệu 700 nghìn thôi. Rất là hợp lý cho bạn mua hàng con này về coi như là sử dụng, mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ là ngon bạn nhé. Dòng này sẽ có tính năng coi như là NFC, các bạn có thể là quét sinh trắc học khi thanh toán này, quét ngân hàng khi chuyển tiền này, và thanh toán điện tử online rất là ngon bạn nhé. Đấy, hợp lý các bạn nhé, 2,7 triệu các bạn nhé. Và tiếp theo hôm nay thì bên em lại về được một con máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng các bạn nhé. Đấy, dòng này tuy đã coi như là bỏ mẫu rồi nhưng mà bây giờ vẫn rất là ngon bạn nhé. Trên tay bên em đây là sản phẩm như là Vinmart Iris các bạn nhé, Vinmart Iris. Và cái ngoại hình con Vinmart Iris này của nhà mình thì ngoại hình thì là máy màu xanh, máy còn rất là đẹp bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì là máy màu xanh rất là đẹp. Con này mình là hỗ trợ cổng sạc Type-C này và jack tai nghe 3.5 này. Được cái là dòng này sẽ là trang bị một màn hình AMOLED các bạn nhé, màn hình AMOLED 6,39 inch, gọi là 6,4 các bạn nhé. Độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Đây, Vinmart Iris này. Con này thì là bên mình sẽ là phiên bản, sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong sẽ là 64GB bạn nhé. RAM 6, bộ nhớ trong 64GB. Dòng này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 730 các bạn nhé. Nói chung là pin 4000. Quá ngon luôn. Đấy, tài chính các bạn mà gì nhờ, chưa tới 2 triệu đồng các bạn mua này cực kỳ là ngon bạn nhé. Sản phẩm này thì là ở cửa hàng bên mình đang bán với mức giá coi như là 2 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì cái con Vinmart Iris này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá bao nhiêu nhỉ? 1 triệu 800 nghìn đồng cho bạn nhé. Đấy, giá có 1 triệu 800k thôi. Cái con Vinmart Iris này, một củ 8 thôi các bạn nhé. Các bạn mua này về tặng ông bà, bố mẹ, người thân của các bạn để sử dụng thì con này quá là ngon bạn nhé. Có 1 triệu 800k thôi, rất là đẹp, rất là ngon cho bạn nhé. Đấy, camera chụp ảnh cũng rất là sắc nét luôn. Đấy, cái dòng này thì chụp ảnh rất là đẹp bạn nhé. Bạn nào mà quan tâm sản phẩm Vinmart Iris này, các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình có một có hai mẫu máy của chữ to số to dành cho người cao tuổi các bạn nhé. Nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ người thân mà không dùng được điện thoại cảm ứng này này, đấy, tuổi cao mắt kém rồi mà không dùng điện thoại cảm ứng này, hoặc các bạn mà cần một con máy phụ ấy mà hỗ trợ 4G bây giờ ấy, mua về coi như là để dùng máy phụ ấy, thì các bạn có thể ủng hộ bên em một hai sản phẩm bạn nhé. Sản phẩm đầu tiên thì là sản phẩm coi như là một mẫu máy chữ to số to của người cao tuổi này. Dòng này thì là có hỗ trợ 4G các bạn nhé. Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng các bạn nhé, được bảo hành 1 năm nhé. Sản phẩm này là sản phẩm cũng như là 4G, được bảo hành chính hãng, bảo hành 1 năm các bạn nhé. Đấy, sản phẩm sẽ coi như là tặng đầy đủ các bạn nhé. Máy này, ở trong đây là sẽ máy này,
có loa nói các kiểu này, có đài FM các kiểu nhá. Ở đây sẽ là có sạc này, que chọc sim này. Dòng này đời mới bây giờ rất là hay luôn. Nó sẽ là hỗ trợ cổng sạc Type-C. Về là các bạn không bao giờ sợ lo coi như là cắm, coi như là sợ bị nhầm chân các bạn nhé. Đấy, hỗ trợ cổng sạc Type-C. Đấy. Cái con Viettel này thì bên mình đang bán với mức giá coi như là 600k bạn nhá. Máy này là lên như kiểu là vàng luôn. Bên em đang bán với mức giá coi như là 600.000 đồng và bao ship toàn quốc bạn nhá. 600k và bao ship toàn quốc. Và tiếp theo một mẫu, tiếp theo là mẫu này là sản phẩm là của Master bạn nhá. Mẫu này thì cũng là 600.000 đồng, bên em sẽ cũng là bao ship toàn quốc bạn nhá. Sản phẩm này cũng tặng đầy đủ bạn nhá, pin và sạc, có hỗ trợ cổng sạc các bạn nhá, có pin và pin sạc. Về các bạn chỉ lắp sim vào là sử dụng các bạn nhá. Dòng này của nó, chân của nó là chân Type-C bạn nhá. Các bạn bây giờ các bạn đi mua cho bố mẹ người thân ấy, các bạn đừng có tham những cái máy mà gì nhỉ? Tham những cái máy mà máy coi như là hàng pha ke, hàng tàu pha ke bạn nhá. Qua 16 tháng 9 này sẽ cắt hết cái sóng 4G ấy, thì các bạn đừng có tham mua cái máy đấy, những cái máy đấy nhìn nó đẹp thật. Nó có 4 đến 500 nghìn thôi. Các bạn đừng có tham mua những cái máy đấy các bạn nhá. Nhiều lúc bị khóa các bạn chết dở luôn các bạn nhá. Đấy, cái con này thì cũng là 600k, thiết kế của nó rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, dòng này là dòng Master các bạn nhá, và dòng này là dòng của Viettel các bạn nhá. Sản phẩm này mình sẽ cam kết cho bạn là bảo hành 1 năm này và không bao giờ bị lo cắt 4G bạn nhá. Nếu mà cắt 4G bên em sẽ hoàn tiền 100% cho các bạn yên tâm các bạn nhá. Sản phẩm này là sản phẩm chính hãng các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm các bạn nhá. Đấy, và được bảo hành chính hãng toàn quốc luôn. Đấy, không bao giờ sợ lo cắt 4G bạn nhá. Nếu mà cắt 4G bên em sẽ coi như là hoàn tiền 100% cho bạn luôn. Không lấy máy và cũng không lấy tiền luôn các bạn nhá. Đấy, nhà em về hai con. Các bạn quan tâm sản phẩm này thì các bạn phải ủng hộ bên em một cây các bạn nhá. Mua về tặng ông bà bố mẹ người thân. 600k bao ship toàn quốc các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà mình lại về là sản phẩm này là sản phẩm cũng như là Redmi Note 13 các bạn nhá. Sản phẩm này thì bên em thì là hàng chính hãng 100% bạn nhá. Máy mới, sản phẩm máy mới này và hàng chính hãng 100% bạn nhá. Redmi Note 13 thì mình ở đây thì mình sẽ khui hộp con Redmi Note 13 ra, thì ở bên trong nó sẽ có những cái gì các bạn nhá. Ở trong đây nó sẽ có ốp này, que chọc sim này, và đây nó sẽ là máy này. Sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 năm này và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên cho bạn yên tâm nhá. Đấy, sản phẩm này sẽ kèm coi như là cái sạc của nó sẽ là sạc 33W. Đấy, sạc xịt zin chính hãng 33W các bạn nhá. Redmi Note 13. Redmi Note 13 thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình chi tiết này. Máy thì rất là đẹp các bạn nhá. Camera của nó thì lên tới tận là 108 megapixel Redmi Note 13 này. Đấy, máy vuông, thiết kế bo tròn bốn cạnh các bạn nhá. Hỗ trợ cổng sạc Type-C và chung jack tai nghe riêng các bạn nhá. Hỗ trợ cổng sạc Type-C và jack tai nghe riêng các bạn nhá. Dòng này thiết kế của nó thì là viền màn hình của nó thì là rất là đẹp, rất là mỏng các bạn nhá. Nhưng mà bản sách tay của nó thì là còn mỏng hơn các bạn nhá. Nhìn cái viền của bản sách tay nó còn màn mỏng hơn cả cái màn hình đấy các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Để mình sẽ chụp camera cho bạn đây. Ui trời, camera của nó rất là sắc nét các bạn nhé. Nói chung là camera của nó thì rất là sắc nét luôn. Đấy, camera 108 megapixel mà chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Còn Redmi Note 13 này của mình thì mình sẽ nói sơ qua về cấu hình chi tiết các bạn nhé. Sản phẩm này sẽ là bộ nhớ trong sẽ là 128GB này. Pin của nó thì là pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. RAM của nó sẽ là RAM 8GB và cộng được thêm 4GB RAM hỗ trợ bạn nhé. Cái dòng này thì là bên em thì là máy mới, thì bên ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 4.800.000. Nhưng với ở trong ngày phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm coi như là 300.000 đồng, sẽ là có 4.500.000 đồng bạn nhé. Đấy, tài chính các bạn mà 4.500.000 mà cần một con máy mới mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn học sinh, tặng các bạn học sinh thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà cần máy mới thì các bạn thể ủng hộ bên em một cây các bạn nhá. Sản phẩm này thì bên em sẽ ship toàn quốc, khi hàng tới tay các bạn thì các bạn được kiểm tra hàng thoải mái. Sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên cho bạn nhé. Đấy, máy mới bên em sẽ bảo hành 1 năm cho bạn nhá. Và tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà mình cũng có về được một mẫu máy mới các bạn nhá. Một mẫu máy mới này, là dòng này là sản phẩm sách tay các bạn nhá. Đấy, sách tay các bạn nhá. Con này bên em thì là sản phẩm cũng như là Redmi Note 13 Pro 5G các bạn nhá. Dòng này thì có 5G. Con này bản công ty nó chỉ có 4G thôi các bạn nhá. Bản công ty nó chỉ có 4G thôi. Bản công ty thì lúc nào cũng đắt hơn. Cái thuế ở Việt Nam mình nó sẽ đắt hơn các bạn nhá. Bản sách tay nó sẽ thuế nó sẽ giảm hơn được rất là nhiều các bạn nhá. Cái con Redmi Note 13 Pro 5G này của mình thì là gì nhỉ? Dòng này sẽ là gì nhỉ? Có trong này nó sẽ có ốp này, que chọc sim đầy đủ này. Dòng này sẽ kèm sạc nhanh 67W các bạn nhé. Sạc nhanh 67W. Ôi máy chắc quá. Đấy, máy rất là nặng các bạn nhé. Đây, kèm sạc coi như là chính hãng 67W các bạn nhé.
Thì là cái con này bên mình thì mình sẽ đây, mình sẽ bóc ra cho bạn nhé. Đấy, Redmi Note 13 Pro này. Đấy, tôi biết này. Đấy, màn con này của mình là sẽ còn mỏng hơn cái màn hình chính hãng bạn nhé. Đấy, tuy là bản sách tay thôi nhưng cái viền màn hình của nó rất là mỏng bạn nhé. Các bạn đi viền màn hình là mỏng hơn cả con chính hãng bạn nhé. Dòng này thì cấu hình rất là khủng bạn nhé. Redmi Note 13 Pro 5G này, con này mình là có chip 5G, sóng 5G đến mới này. Bộ nhớ trong con này mình là lên tới tận là 256GB, bộ nhớ thì là siêu khủng bạn nhé. RAM con này của mình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 8GB và cộng được thêm 4GB RAM hỗ trợ. Dòng này sẽ là trang bị một con chip Qualcomm rất là ngon bạn nhá. Chip Snapdragon là 7S Gen 2. Ôi, nhân chip của nó thì là 2.4GHz các bạn nhá. Siêu nhanh siêu mượt luôn. Pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Camera của nó thì là rất là đẹp các bạn nhá. Note 13 Pro 5G này, rất là đẹp luôn. Đấy, máy màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp các bạn nhá. Sản phẩm này thì mình đã coi như là full ngôn ngữ, full tiếng Việt các bạn nhá. Sản phẩm này mình đã úp zoom quốc tế rồi, nó sẽ là full hết ngôn ngữ luôn. Không một chỗ nào coi như là tiếng Anh hết các bạn nhá. Nên các bạn về yên tâm sử dụng bạn nhá. Đấy, thiết kế vuông vắn rất là đẹp bạn nhá. Bạn nào ưng sản phẩm có như là Redmi Note 13 Pro 5G này thì các bạn thể liên hệ trực tiếp bên em hàng các bạn nhá. Giá thì ở bên em đang bán với mức giá coi như là 5.800.000. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ bán ra cho bạn với mức giá là bao nhiêu nhỉ? 5.500.000 đồng các bạn nhá. 5.500.000 cho sản phẩm của như Redmi Note 13 Pro 5G cho phiên bản là 256GB đấy các bạn nhé. Thì hôm trước cũng có một bạn coi như là comment ở kênh của mình, sao em bán con này tận là 5.500.000 mà trong khi đó là người ta bán có 4.900.000 đồng. Thì không biết là anh xem bản coi như là 128 hay là bản bao nhiêu ghi. Đấy, nó có phiên bản, nhiều phiên bản các bạn nhé. Nó có phiên bản là 128GB các bạn nhé. Các bạn để ý kỹ nhé. Đấy, chứ không phải là giá thì nói thật với các bạn là mình nhập thì mình, nói chung là mình nhập thì mình cũng được vài trăm nghìn thôi, tiền công, tiền nước bọt với cả tiền công cán chi tiêu hàng ngày thôi, chứ mình không lãi được lời được nhiều đâu. Chứ không phải mình bán 4.900.000 mà mình bán 4.900.000 mà trong khi đó mình ăn tận thêm gần triệu bạc đâu. Cái đấy nói thật với các bạn là không bao giờ có như thế các bạn nhé. Đấy, các bạn mua hàng thì các bạn nhớ xem kỹ phiên bản các bạn nhé và chất của máy các bạn nhé. Nhiều con máy người ta sửa lát ba lát be lát bét rồi đấy, nhiều bạn cũng so sánh giá thôi. Nhiều con máy mà người ta ép kính này, thay pin, thay vỏ, thay màn hình các kiểu này. Một con máy mà lết bét đấy. Đấy, xong người ta nhét vào mồm cho bạn. Người ta bán cho bạn với mức giá nó sẽ khác các bạn nhé. Và còn một máy zin nó sẽ khác các bạn nhé. Các bạn cũng phải nên hiểu vấn đề ở chỗ đấy các bạn nhé. Về tiếp theo thì hôm nay nhà mình một mẫu máy mới các bạn nhé. Mẫu máy mới thì bên mình có sản phẩm có như là Galaxy A15 các bạn nhé. Galaxy A15 này của mình sẽ là trang bị của nó sẽ là RAM 8 này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Con này mình là máy màu xanh các bạn nhé. Máy mới này sẽ là coi như là bảo hành 1 năm này và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên này. Con này thì mình sẽ mai mình sẽ làm clip coi như là khu hộp cho bạn nhé. Hôm nay thì mình còn nhiều máy quá, mình chưa like kịp hết. Để mai thì mình sẽ khu hộp lốt cho bạn nhé. Đấy. Con Galaxy A15 này của nhà mình thì là cửa hàng bên mình đang bán với mức giá coi như là 4.600.000. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà mình ngày hôm nay thì bên mình sẽ giảm coi như là 100.000 đồng bạn nhé. Sẽ là còn 4.500.000 đồng. Đấy, sản phẩm này thì là sẽ là không có kèm sạc các bạn nhé. Nhưng mà bên mình sẽ vẫn tặng coi như là đầy đủ phụ kiện cho bạn này, ốp này, sạc nhanh này, siêu nhanh này và giá màn hình cho bạn nhé. Đấy, bên mình sẽ tặng đầy đủ cho bạn nhé. Đấy, tặng đầy đủ cho bạn coi như là phụ kiện nhá, sạc siêu nhanh này và giá màn hình cho bạn nhé. Đấy, các bạn nên cứ yên tâm các bạn nhé. Đấy, bình thường các bạn mà ra các cái điện máy xanh hay là FPT ấy, các bạn sẽ là các bạn phải mua sạc hay là mua phụ kiện bên ngoài các bạn nhé. Nhưng mà bên em sẽ tặng kèm đầy đủ cho bạn nhá. Đấy, bạn nào mà cần máy mới mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn có thể ủng hộ bên em một cây bạn nhá. Sản phẩm này chủ yếu mình bán cửa hàng thôi, chứ mình ít like lắm các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì nhà em lại về là sản phẩm này là sản phẩm Galaxy A42 5G bạn nhá. Galaxy A42 5G này thì bên em cũng bán rất là chạy bạn nhá. Được cái là màn hình to, đẹp mà lại pin lại rất là trâu bạn nhá. Galaxy A42 5G này thì hôm nay nhà mình về được màu này là màu chẳng biết màu gì, đây là màu đen các bạn nhé. Màu này thì mình không biết là nhiều khi mình đây màu xám, sorry các bạn, là màu xám bạn nhé, màu xám. Dòng này sẽ trang bị màn hình rất là to bạn nhé, màn hình của nó rất là to đấy, màn hình của nó thì là lên tới tận là 6.6 inch, màn hình của nó thì là màn hình AMOLED các bạn nhé, màn hình rất là to luôn. Đấy, màn hình AMOLED thì rất là đẹp bạn nhé. Đấy, camera thì mình sẽ vào cho bạn nhé. Đây, camera chụp ảnh rất là sắc nét luôn. Nói chung là cái màn hình AMOLED thì các bạn biết rồi, chụp ảnh cũng rất là ngon, rất là đẹp bạn nhé. Tài chính mà chưa tới 4 triệu đồng thì các bạn xúc em này thì chưa tới 3 triệu đồng xúc em này thì cực kỳ là ngon bạn nhá. Galaxy A42 5G
có chip 5G sóng 5G đời mới phiên bản Hàn Quốc, hỗ trợ một sim một sóng. Thông tin pin sẽ là pin 5000, cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 4 và bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Dòng này sẽ là hỗ trợ cổng sạc tai si và jack tai nghe 3.5 các bạn nhá. Giá cửa hàng bên em đang bán với mức giá coi như là 3 triệu đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm coi như là 200.000 đồng. Sẽ là còn bao nhiêu nhỉ? 2.800.000 cho bạn nhé. Đấy, có 2 củ 8 thôi. Đấy, rất là hợp lý cho bạn nhé. 2 củ 8 bạn nhé. Galaxy A42 5G bạn nhé. Đấy, 2 củ 8 cho bạn nhé. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về sản phẩm này là sản phẩm cũng như là Wizia 5 các bạn nhé. Wizia 5 5G. Thì hôm nay nhà mình về là hai chiếc màu đen các bạn nhé. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cái ngoại hình chi tiết cái con Wizia 5 5G này của nhà mình. Thì là về ngoại hình của nó thì là máy còn rất là đẹp các bạn nhé. Hỗ trợ cổng sạc tai si và jack tai nghe 3.5. Con Wizia này của nhà mình thì là cũng có phiên bản của Hàn Quốc này. Đấy. Đấy, bên mình sẽ cho sáng lên nó dễ nhìn các bạn nhé. Con này thì là bên mình có phiên bản của Hàn Quốc này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Dòng này sẽ trang bị một màn hình của nó thì là 6,6 inch, màn hình của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Phiên bản Hàn Quốc hỗ trợ một sim một sóng bạn nhé. Thông tin pin sẽ là pin 5000 này. Cấu hình sẽ là RAM của nó cực kỳ là khủng, RAM 6, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Camera này chụp ảnh cũng rất là đẹp bạn nhé. Đấy, camera bộ này chụp ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, tài chính cũng là 2.800.000 đồng. Đấy, mua hàng online cũng còn 2.800.000 thôi. Cửa hàng bên em bán với mức giá là 3 triệu đồng này, bên em sẽ giảm có như là 200k các bạn nhá. Là còn 2.800.000 đồng cái con Galaxy Wizia 5 5G này các bạn nhá. Cực kỳ hợp lý, có 2 củ 8 thôi. Các bạn mua này cực kỳ là ngon bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong phiên live nhà em ngày hôm nay thì bên mình lại về sản phẩm này là sản phẩm Galaxy A24 các bạn nhá. A24. Đấy. Để mình sẽ tìm qua về cái cấu hình chi tiết cái con Galaxy A24 được các bạn nhé. Không biết là cái con A24 này nó nằm ở đâu rồi các bạn nhé. A24 hôm nay bên em về được hai màu các bạn nhé. Một là màu xanh này, màu xanh này rất là đẹp. Và hai là màu đen các bạn nhé. Đấy, rất là to, rất là đẹp các bạn nhé. Galaxy A24 này của mình thì là phiên bản của Hàn Quốc này. Phiên bản Hàn Quốc thì con này bên em thì là một sim một sóng các bạn nhé. Thông tin pin con này của mình sẽ là pin của nó thì là pin 5000 này. Cấu hình cái con này của mình sẽ là trang bị của nó sẽ là RAM 4 này. Bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Dòng này sẽ trang bị một màn hình OLED 6.5 inch, độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhá. Rất là to, rất là đẹp bạn nhá. Con này mình là hỗ trợ cổng sạc tai si và jack tai nghe 3.5. Máy thì rất là đẹp bạn nhá. Đấy, camera bọn này thì mình sẽ test qua phần camera các bạn nhá. Đấy, camera cũng rất là to, rất là đẹp luôn này. Đây. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là rất là nét nét các bạn nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý. Thì là giá cửa hàng bên mình đang bán mức giá coi như là 3.400.000 đồng. Nhưng với ở trong cái phiên live nhà em ngày hôm nay thì cái con Galaxy A24 này thì bên mình sẽ giảm có như là 300.000 đồng các bạn nhé. Sẽ là còn 3.100.000 các bạn nhé. Đấy, 3 củ 1 thôi. Các bạn mua Galaxy A24 này các bạn cực kỳ là ngon bạn nhé. 3.100.000 đồng, giá cực kỳ hợp lý cho bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Bạn nào ưng sản phẩm nào thì các bạn thể nhớ ủng hộ bên mình một sản phẩm các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, xin chào lít là sau các bạn nhé. Bye bye.